xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em ở trong và ở bên ngoài sân mái vòm à, chúng ta cảm ơn chúa vì cơn mưa bất chợt cơn mưa phước lành à, làm mát mẻ bầu không khí hơi oi một tí của buổi sáng ngày hôm nay à, thì giờ này là chúng ta hãy cùng nhau sống với lời của chúa mà trước khi sống với lời của chúa thì, thì như âm thanh hơi bị ù nha. À, không sao Trước khi sống với lời của Chúa thì tôi một lần nữa thay mặt cho 12 anh em trong đoàn truyền giáo ngắn hạn đi tuần trước thứ hai đầu tuần thứ hai đầu tuần trước sang thủ đô Viên Chăn Lào gửi lời một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý ông bà anh chị em trong hội thánh đã cầu thay đã yểm trợ đã dâng hiến quả thật chúng tôi đã có một khoảng thời gian để gắn kết với Chúa gắn kết với nhau thật là thật là đặc biệt chúng tôi cũng có những cái kinh nghiệm à, vất vả à, vui mừng à, tan vỡ và sâu sắc với chúa chúng tôi cũng nhìn thấy à, những giáo sĩ à, được khích lệ à, nhiều người được nghe về lời của chúa dọc đường từ việt nam sang thủ đô viên trăn chúng tôi cũng nhìn thấy những linh hồn đã được chúa cứu qua chuyến truyền giáo vừa rồi kể cả người lào lẫn người việt à, và vì vậy thì chúng tôi à, sẽ có báo cáo với hội thánh nhưng mà xin hội thánh tiếp tục cầu nguyện à, người Việt chúng ta ở thủ đô viên chăn theo ước tính ở ở tại nước Lào theo ước tính trên giấy tờ thì khoảng hơn một triệu người nhưng mà trên thực tế thì có khoảng độ gần 3 triệu người trên một tổng số 7 triệu dân và hầu như vẫn chưa có các hội thánh tin lành ở bên đó nên là Chúa có lẽ kêu gọi hội thánh tin lành Hà Nội cả hội thánh chúng ta truyền à, giáo và mở hội thánh sang nước Lào. À. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong trong loạt chủ đề Hãy tỉnh thức, phải tỉnh thức Tuần trước tôi tới Chúa Mục Sư Vũ Hồng Thái Đã cho chúng ta suy gẫm rất rõ về những điều Chúa Giêsu đã báo trước Về dấu hiệu của thời kỳ Thế và lời của Chúa đã cho chúng ta thấy dấu hiệu của thiên nhiên đúng không? Của loài người, của xã hội nhưng mà ngày hôm nay Chúng ta sẽ nhìn vào trong những dấu hiệu cảnh báo mà dấu hiệu này thường liên quan tới đời sống riêng tư, cá nhân và đời sống, nếp sống của mỗi một người. Mà có lẽ chúng ta thường nhìn thấy dấu hiệu bên ngoài nhưng mà chúng ta ít để ý đến những triệu chứng ở bên trong của tâm hồn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm điều đó. Tuy nhiên trước khi suy gẫm điều đó chúng ta hãy cùng nhìn vào lời của Chúa. Cách đây khoảng 2.700 năm Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri Esai như thế này ạ, và điều đó đang đang trở thành hiện thực ngày hôm nay. Lời tiên tri về Syria hay lời tiên tri về Damascus này, Damascus sẽ không còn là một thành nữa mà sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành của Aroe bị bỏ hoang và sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ chẳng ai làm chúng kinh hãi đồn lũy sẽ biến mất khỏi Ephraim vương quốc của Đa Mách sẽ không còn nữa đây là lời tiên báo trước về đất nước Syria cách đây 2.700 năm chúng ta thấy trong những năm vừa qua cuộc chiến khủng hoảng ở Syria đang ngày càng trở nên trầm trọng thứ nhất chính chính phủ Syria và người Syria dùng vũ khí hóa học để tấn công và tàn sát dân tộc của mình. Có đúng không ạ? Và rồi trong mấy ngày vừa qua, sáng ngày 14 vừa rồi thì liên quân Anh Pháp Mỹ đã câu 100 quả tên lửa Tomahawk vào những cái địa điểm nghi có vũ khí hóa học của Syria. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu của những điều kinh khủng hơn sẽ tới. Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh nói là sự cuối cùng của muôn vật đã gần cũng có nghĩa là sự cuối cùng của mỗi mỗi vật cũng đã gần, nghĩa là sự cuối cùng của mỗi người cũng đã gần. Nên anh em phải tiết độ tỉnh thức mà cầu nguyện. Anh em hãy phục vụ Đức Chúa Trời bội phần hơn, hãy dùng ân tứ của mình, ai được ơn giảng hãy giảng như lời sấm truyền, ai được ơn phục vụ hãy phục vụ Đức Chúa Trời một cách mạnh dạ với tất cả năng lực của mình. Chúa Giêsu cũng nói rằng nếu anh em nghe thấy có chiến tranh nổi lên nước nọ giấy nghịch cùng nước kia dịch họa thiên tai suy đồi đạo đức nếu người ta nói rằng Chúa Giêsu ở chỗ này Chúa Giêsu ở chỗ kia thì đừng có tin hãy tỉnh thức ai kiên trì cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu vì vậy buổi sáng ngày hôm nay chúng ta các dấu hiệu bên ngoài đã quá rõ chúng ta nhìn thấy sự phục hồi của dân Israel 14 tháng 5 này là 70 năm người Do Thái được phục quốc sau 2.000 năm tuyển dân dường như bị xóa sổ và lưu lạc. Từ một nơi hoang mạc, khô cằn, không có sự sống, sau 70 năm Đức Chúa Trời không phải là sự tài giỏi của dân Do Thái nhưng là sự thương xót và ban phúc của Đức Chúa Trời. Họ đã làm cho sa mạc nở hoa và trổ nhiều hoa như hoa thủy tiên và những sự, những công nghệ những khoa học những sự tài giỏi đó là sự phục hồi là cây vả khô héo đã bắt đầu nứt lọc và syria đang dần trở thành một đống đổ nát đó là lời kinh thánh đối với chúng ta điều chúng ta cần tỉnh thức đó là các dấu hiệu các triệu chứng ở trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta Lời của Chúa đến với chúng ta hôm nay qua những khúc kinh thánh chúng ta đã đọc Có sáu dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ chúng ta bị lạc trôi hay là trôi lạc khỏi ơn thương xót của Đức Chúa Trời Phần kinh thánh buổi sáng ngày hôm nay Đức Chúa Trời đưa ra lời cảnh báo chủ yếu đối với cơ đốc nhân Vì vậy quý ông bà anh chị em nào là người chưa tin Chúa Giêsu Thì những lời cảnh báo này cũng giúp ích cho chúng ta để chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu và thoát khỏi khung cảnh hủy diệt sắp tới. Bởi vì lời của Chúa nói rằng trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng thế giới này chỉ có hai con đường. Hai con đường, một là con đường con đường rộng, con đường rộng nghĩa là con đường của thế gian này, con đường của loài người này, con đường của chủ nghĩa nhân văn, không cần biết đến Đức Chúa Trời. Con đường của thế gian này Chúa Giêsu nói trong kinh thánh rằng con đường rộng thì sẽ dẫn đến sự chết. Và con đường thứ hai là con đường, con đường thứ hai là con đường hẹp, đúng không? Con đường hẹp quanh co, khúc khuỷu, nguy hiểm nhưng mà nó dẫn đến sự sống. Nhưng khi chúng ta đi, nếu ông bà anh chị em nào chúng ta đang đi trên con đường rộng. Đây là cơ hội buổi sáng hôm nay chúng ta chuyển làn đường để rẽ sang con đường của Chúa Giêsu. Nhưng nếu ai chúng ta đang đi trên con đường hẹp Mà chúng ta mất đi cái nhìn cuối con đường đó là sự sống Hay là cái, cái sự phù hộ, sự thêm sức dọc đường của Chúa Và chúng ta đang có nguy cơ rơi rời khỏi con đường hẹp Để chúng ta bước vào con đường rộng Thì đây là cơ hội để chúng ta suy gẫm về sáu dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ trôi lạc của chúng ta Chúng ta nhìn vào tờ chương trình xin chúng ta lớn tiếng đọc câu kinh thánh này ạ. Cả bên trong lẫn bên ngoài chúng ta lớn tiếng đọc Hebrew đoạn 2 câu 1. Xin chúng ta cùng khởi sự ạ. Cho nên chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe kèo bị trôi lạc chăng. Ở trong đây chúng ta phải gạch chân tô đậm là càng phải, càng phải, càng phải chú ý kỹ hơn. Nguy cơ là gì ạ? Kèo bị à nguy cơ là kẻo bị trôi lạc chúng ta biết rằng khi chúng ta đi trên các con đường đặc biệt là đi lên những cái vùng cao như vùng tây bắc hay là chúng ta vượt dãy trường sơn sang lào trước mỗi một cái đoạn cua mà nhiều tai nạn chết người thì thường thường người ta dựng một cái biển đó là biển cảnh báo cảnh báo cái gì ạ à cảnh báo nguy hiểm người ta sẽ bảo là các bạn cứ phóng nhanh lên đúng không ạ à không người ta sẽ bảo là gì ạ đi chậm lại quãng đường phía trước hay có tai nạn ở đây chúng ta thấy trước những cảnh báo hay là những cảnh báo thường báo trước những sự hủy diệt có thể xảy ra hay những nguy cơ tiềm ẩn những sự tai nạn hay những cái sự khó khăn hay là những cái sự mất mát lớn mà nếu chúng ta không cảnh giác thì chúng ta sẽ sẽ mất tôi thấy ông bà anh chị em đi nhà thờ nhiều người có tinh thần cảnh giác vật chất cao độ thế là chúng ta đi xe máy vào giữa sân nhà thờ chúng ta để giữa chúng ta không xếp gọn nhưng mà chúng ta khóa cổ này chúng ta khóa càng này chúng ta khóa cả bánh xe điều đó nghĩa là chúng ta đang cảnh giác đúng không ạ bởi vì chúng ta sợ là nếu mình sơ hở thì thì sẽ mất nếu chúng ta còn cảnh giác như vậy đối với vật chất của mình có thì cũng tương tự như vậy trong thế giới linh, cái đòi hỏi về tỉnh thức và không mất cảnh giác, không bị sơ hở càng ở cường độ cao hơn. Vậy có 6 cái dấu hiệu mà chúng ta cần tra xét xem có phải chúng ta đang mất cảnh giác hay không. Cái dấu hiệu thứ nhất đó là dấu hiệu mất tập trung mất khả năng tập trung, mất khả năng chú ý. Chúng ta nhìn vào lời của Chúa ở trong các vua thứ nhất, đoạn 11 câu 1 đến câu 4 đúng không ạ? Nói về ai? Nói về vua Salomon. À, lời Chúa nói như thế này về một ông vua được phúc này, một ông vua được Chúa yêu này, nhưng mà một ông vua đã chủ quan, đúng không ạ? Đã sơ hở ở trong đời sống tâm linh, đã mất đi sự tỉnh thức và kết cục của ông vua đó thật là khủng khiếp. Chúng ta nhìn vào lời của Chúa một lần nữa. Chúng ta cùng nhau đọc từ câu 1 đến câu 4 ạ. Chúng ta đọc các vua thứ nhất ở phân đoạn tiếp theo ạ. Xin chúng ta cùng khởi sự. Ngoài con gái của Pharaon, vua Salomon còn yêu mến nhiều cô gái ngoại bang khác. Đó là các cô gái người Moab, Amon, Edom, Sidon và Tít họ thuộc các dân mà Đức giê va đã truyền phán với dân Israel rằng các con chớ kết thông gia với chúng vì chắc chắn chúng sẽ quyến rũ các con theo các thần của chúng. Tuy nhiên, Salomon vẫn yêu say đắm các cô gái ấy. Vua có 700 bà vợ và 300 cung phi. Họ làm cho lòng vua lầm lạc. Thật vậy, khi Solomon về già, các bà vợ của vua đã quyến rũ vua theo các thần khác lòng vua không còn trung thành với Jehovah Đức Chúa Trời như David nữa, cha của vua. Chúng ta thấy một vị vua bắt đầu rất là tốt nhưng mà hạ cánh không an toàn bởi vì dọc đường đời của ông, ông đã không tỉnh thức. Ông đã không chú ý đến những biển cảnh báo của Đức Chúa Trời và cuộc đời của ông về già đã đi đến chỗ bị lầm lạc, bị hủy diệt, bị vùi dập ở trong thể xác, tâm hồn, tâm linh. Đây vị vua Solomon cho chúng ta biết rằng một người được ơn, một người được thương xót, một người được yêu, một người được chuộc, một người được chọn. Nếu cái điều đó không đảm bảo, nếu người đó không kiên trì tỉnh thức với Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy cái lầm lạc thứ nhất đó là vua Solomon mất tập trung. Mất tập trung nghĩa là gì? nghĩa là chúng ta rời cái sự chú ý hay rời cái cặp mắt của chúng ta thay vì chú tâm ham mến những việc, những sự, những điều thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về thiên đàng, thuộc về thánh linh thì chúng ta rời cái cặp mắt đó để chúng ta dán mắt vào những điều thuộc về thuộc về đời này. Nó là cái việc chuyển hướng cái sự chú ý của cặp mắt lòng của chúng ta của cặp mắt thịt của chúng ta của các giác quan của chúng ta từ những việc ở trên trời từ những việc ở trong lòng của Đức Chúa trời từ những việc ở trong lời của Đức Chúa trời sang những việc thuộc về đời này thuộc về thế gian này và cái đó là một quá trình người ta gọi là mất tập trung đúng không ạ vậy hãy vỗ vai người bên cạnh nói rằng hãy tập trung hòa à tập trung vào lời chúa đừng mất tập trung xảy ra một cái là là chết đúng không? ở việt nam mình cũng thế xảy ra cái là mất của xảy ra một cái là mất mạng đúng không nhưng mà trong kinh thánh thì nói xảy ra một cái cũng có thể gì ạ chật phần ân điển chưa dám nói là mất linh hồn nhưng mà có thể chật phần ân điển và mất rất nhiều cái lẽ ra mà chúng ta được cái điều thứ nhất chúng ta nhìn thấy ở ông vua salomon này là gì ạ vua salomon này có một cái nan đề đó là khi mà mọi cái đề Huề đúng không ạ quyền lực công danh bề thế đâu ra đấy của cải vật chất đầy đủ đền thờ đã xây xong thì ông tự mãn và sao ạ à, Ông có một cái vấn đề đó là ham mến sắc dục đúng không ạ hay là có sự tham dục ham mê tình dục Cái này nói về vua Salomon nhưng nó tượng trưng cho không chỉ đàn ông mà cả vô phụ nữ chúng ta thấy rằng là đối với ông Solomon này thì Gì ạ? Nếu mà ông có rồi, ông muốn có thêm nữa Có thêm rồi, ông muốn có thêm nữa Không bao nhiêu phụ nữ không đủ Trong Kinh Thánh nói là 700 bà vợ và 300 cung tần Nhưng mà đấy là mấy con số được ghi chép Còn những cái con số không Không ghi chép Thì có thể là rất là, rất là nhiều Nó nói đến cái lòng tham vô đáy của một người khi mà cặp mắt thuộc linh cặp mắt lòng không còn dán vào những điều thuộc về Đức Chúa Trời nữa mà bắt đầu dán mắt vào những những điều của thế gian này. Ông đã mất sự tập trung. Ông ta tham lam. Và thưa ông bà anh chị em sự tham lam và sắc dục ở đời này đây là một cạm bẫy không chỉ của thời Solomon mà đến thời của chúng ta đang sống còn càng kinh khủng hơn, đúng không ạ? Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào ông bà anh chị biết không? Thứ nhất là một sự thế giới hiện đại, một thế giới củ vỗ cổ vũ cho cái quyền tự do cá nhân mình thích gì hả? Mà nếu mình thích thì mình cứ cứ làm đúng không ạ? À thế và gì ạ? À cứ sai đi vì đời này cho phép. à Cái bài hát thiếu niên bây giờ hay hát như thế, đúng không ạ? Và tất cả những cái điều đó trong thế giới ngày nay của cải vật chất dư thừa phương chủ nghĩa tiện nghi tiện lợi tiện dụng đầy rẫy và con người ta các chuẩn mực đạo đức bây giờ không còn khắt khe như ngày xưa nữa và vì vậy thì các dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu phê pha của thể xác này răng mắc ở khắp mọi nơi và vì vậy chúng ta nhìn thấy rằng rất dễ để chúng ta rơi vào cái bệnh của solomon đó là bệnh ham mến những cái mà mang đến cái sự khoái cảm tức thời tức thì mì tôm mà con mười ta muốn là phục vụ phải thật là thật là nhanh đó, ngày nay cái gì cũng phải là nhanh kết quả nhanh cảm giác được luôn và chúng ta mất đi cái điều đức chúa trời nói rằng là gì anh em phải kiên trì kiên nhẫn tỉnh thức và quan sát ở đây chúng ta nhìn thấy cái hiểm họa thứ nhất hay cái dấu hiệu cảnh báo thứ nhất đó là mất tập trung vì ông bà anh chị em lâu nay có mất tập trung hay không Chúa Giêsu nói Qua sứ đồ răng như thế này Chớ yêu thế gian cũng đừng Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian Nếu ai yêu thế gian Thì sự kính mến của Đức Chúa Trời không ở trong người ấy Chúng ta biết rằng cái từ thế gian này không phải là thế giới Không phải là con người Nhưng mà chớ yêu đường lối của thế gian này Những cái dịch vụ Mang đến sự khoái lạc của thế gian này hay là cái tư tưởng, cái nếp nghĩ của thế gian này và chúng ta đã đều học với nhau rồi. Tinh thần của thế gian là gì? Tinh thần của thế gian là tất cả những gì làm cho chúng ta mất tập trung và được chúa trời. Amen. Vâng ạ. Thế thì tinh thần của thế gian là tất cả những gì làm cho chúng ta mất tập trung và được chúa trời. Và cái dấu hiệu thứ nhất đó là dấu hiệu mất tập trung. Ở đây đối với vua vua Salomon đúng không? Ông ấy ông ấy yêu lung tung, ông ấy ông ấy Ông ấy tậu về cho mình nào. Gái Mô-áp, gái Amon, gái Edom, gái Sidon, gái Hethit. À, ông ấy mê tít tất cả các cô này. À, thế mà sao ạ? Khi mà ông ấy làm như vậy, cuộc sống ông ấy mới đầu là gì ạ? Lòng lẻo. Sau đến phóng túng, sau đến lầm lạc, sau đến xa ngã, và dẫn đến xa đọa Chúng ta nhìn thấy cái sự mất tập trung, sai một ly đi một dặm, nó là như vậy. vì vậy tôi xin được báo cáo với quý ông bà anh chị em. tôi biết trong hội thánh có những người trung tuổi chúng ta đến với Chúa Giêsu trong cái trong cái hoàn cảnh đó là chúng ta có những cay đắng ở trong cuộc đời này. Chúa đã ban cho chúng ta sự ngọt ngào. À, chúng ta đến từ những hôn nhân đổ vỡ à, và có thể trong chúng ta có những người vẫn có bạn trai bạn gái là ở trong xã hội mà chưa chưa tin Chúa chúng ta hãy cảnh giác bởi vì những điều đó có thể làm chúng ta mất tập trung về những điều thuộc về đức chúa trời đối với những bạn trẻ bạn thanh niên ngồi bên trong và bên ngoài đền thờ này thưa quý ông bà anh chị thưa các em ngày nay cuộc sống về sát thịt rất là dễ dãi việc sống thử nó giống như là một chuẩn mực của thế gian này tất cả mọi người chấp nhận nhưng tôi cảnh cảnh báo các em rằng nếu chúng ta là thanh niên tin lành mà chúng ta lờn vờn chung quanh các cô gái ngoại bang ở trong ngoặc kép nghĩa là những người hay là những anh chàng ngoại bang ở trong ngoặc kép nghĩa là những người chưa thuộc về chưa biết được và mắt tâm linh chưa được mở về ơn thương xót của chúa trời mà nếu chúng ta cứ vẩn vơ vấn vương thương cảm yêu mến và chúng ta để cho cái cảm xúc yếu đuối của mình chiều theo và lôi cuốn mình đi thì chúng ta biết rằng chúng ta cái điều thứ nhất đó là chúng ta sẽ mất mất tập trung và vì vậy đối với trong kinh thánh cũng giống như đức chúa trời nói với với vua salomon là gì ạ các con chớ kết thông gia với chúng chớ kết thông gia là chớ quan chớ quan hệ đây là chớ quan hệ thân mật chớ quan hệ về luyến ái chứ không phải là không được quan hệ bạn bè vì vậy tôi cảnh, cảnh báo các bạn trẻ không nên gì ạ à, chạy theo những bạn trai bạn gái chưa tin chúa và thậm chí sẵn sàng kết hôn với họ mà chưa hỏi tư vấn của Đức Chúa Trời và của mục sư quản nhiệm. Amen. Vâng ạ. Và có một cái điều đó chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thanh niên trong hội thánh chúng ta bây giờ có rất nhiều hội thánh tin lành, hội thánh tin lành Hà Nội, hội thánh tin lành Lợi sự sống, hội thánh tin lành Sở Thượng, hội thánh tin lành Định Công, hội thánh tin lành cộng đồng, hội thánh tin lành quốc tế, hội thánh tin lành Hàn Quốc, hội thánh tin lành ở khắp mọi nơi. Con cái Chúa hãy đi dưng vợ gả chồng ở trong dân sự của Đức Chúa Trời. Amen vâng ạ à. tôi biết ngồi ở kia có anh cường với chị nhuần chị nhuần là chấp sự cũ của hội thánh anh cường là một người trước đây sống trong tệ nạn xã hội ma túy được chúa cứu và được thay đổi đời sống và bây giờ anh trở thành một người hầu việc chúa và chị nhuần và anh cường lấy nhau và bây giờ họ trở thành một cặp đôi rất là hạnh phúc ở trong hội thánh Để vì vậy chúng ta không lo ế không lo thiếu không lo thừa amen hãy nói với người chị em bên cạnh mà còn trẻ là đừng lo ế và anh em đừng lo chúa sắm sẵn cho chúng ta Đừng mất tập trung Đừng để những cái nỗi lo ở đời này làm cho chúng ta mất Mất tập trung để chúng ta cứ duy ạ Chúng ta cứ, cứ 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 sốt hết cả ruột lên rồi chúng ta cứ bồn chồn rồi qua đó chúng ta mất hết cả linh hồn của mình tập trung vào Đức Chúa Trời. Tâm hồn của chúng ta cứ để dành đâu đâu đấy. Cái điều thứ nhất, cái dấu hiệu thứ nhất đó là Chúa hỏi chúng ta rằng con có đang mất tập trung vào ta hay không? Mắt của con đang dán vào con người, dán vào thế gian này hay là dán mắt chúng ta vào những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Những điều thuộc về Đức Chúa Trời là gì ông và anh chị em có thể thắc mắc. Thì tôi xin bật mí cái bí mật những điều thuộc về Đức Chúa Trời ngay lập tức. Chúng ta nhìn thấy ở trong Galati đoạn 5, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Những điều thuộc về Đức Chúa Trời rất là rõ là những điều thuộc về Đức Thánh Linh. Nhưng bông trái của Thánh Linh là rõ lắm là yêu thương là vui mừng là bình an là nhịn nhục là nhân từ là hiền lành là trung tín là khiêm nhu là tiết độ không có luật pháp nào cấm những điều đó những người thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt của mình với các đam mê dục vọng của mình trên thập tự giá rồi nếu chúng ta nhờ thánh linh mà sống thì hãy bước đi theo biển báo của đức thánh linh vậy hãy nói với người bên cạnh đừng mất tập trung và đừng sơ hở chúng ta cái dấu hiệu thứ nhất đó là chúng ta mất tập trung tôi biết rằng trong những ngày vừa qua có những người chúng ta bị mất tập trung và chúng ta bị mắc vào cái bẫy và chúng ta bị vùi dập năm này qua năm khác và ma lực của đồng tiền của rượu của thuốc lá của ma túy của tình dục đã làm cho cuộc đời của chúng ta bị mục nát chúng ta có thể vẫn đang ngồi trong nhà thờ này nhưng mà khi chúng ta ngồi đây đây là cái cơ hội để chúa cho chúng ta được phục hồi Chúng ta biết rằng có hai loại tội trong Kinh Thánh có hai loại tội. Một cái tội là cái tội bên trong nó chưa phát lộ ra bên ngoài. Cái tội bên trong đấy nó là bản bản chất của chúng ta hay có khuynh hướng phạm tội. Cái thứ hai là sự vi phạm ra bên ngoài là cái việc gì ạ? Hiện thực hóa hay là cái bộc lộ ra bên ngoài của tội lỗi. Khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta đã được thoát khỏi cái dây trói của tội lỗi, nhưng Chúa ban cho chúng ta sự tự do. Ông bà anh chị em không hiểu không ạ? Chúa ban cho chúng ta được tự do so Để một là đi theo biển báo của Đức Chúa Trời Hai là chúng ta phớt lờ biển báo Và rẽ xuống con đường rộng Con đường của thế gian Và sống nhầy nhụa ở trong đó Vì vậy Người không tin Chúa, người chưa tin Chúa Người chưa thuộc về Chúa Giêsu Thì khó cưỡng lại Bởi vì không có Đức Thánh Linh Nhưng mà người tin Chúa Giêsu xu Rồi có Đức Thánh Linh ở trong lòng và Đức Thánh Linh thì không phải là ông chủ nô mà Đức Thánh Linh là đấng yêu thương phù hộ soi sáng. Vì vậy lúc đấy một người tin Chúa có khả năng chọn phạm tội hoặc là chọn không phạm tội với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu thứ nhất đó là mất tập trung. Lâu nay chúng ta tập trung vào cái gì? Chúng ta biết ngay. Chúng ta chú ý vào điều gì? Chúng ta hãy tra xét lòng mình. Dấu hiệu thứ hai Lời của Chúa cho dấu hiệu thứ hai cho chúng ta thấy rất rõ Đó là chúng ta bị lẫn lộn về thứ tự ưu tiên Dấu hiệu thứ hai đó là chúng ta bị mất trật tự trong thứ tự ưu tiên Lẽ ra chúng ta phải, Chúa bảo chúng ta phải ưu tiên cái này trước Xong mới đến cái này sau Thì chúng ta lại đảo Đảo ngược Lời Chúa trong Matthew đoạn 6 Câu 33 và câu 34 nói thế nào ạ Nhưng trước hết Hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa đúng không ạ vậy thứ tư ưu tiên là gì ạ thứ nhất là tìm kiếm nước đức chúa trời tiếp theo là gì ạ sự công bình của ngài và thứ ba là gì ạ ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa nhưng mà đôi khi con người chúng ta là gì ạ bởi vì bây giờ mình nói Chúa ơi con khó khăn quá, con cần công việc, con cần thức ăn, con cần điện thoại di động, con cần máy tính, con cần học vấn, con cần bằng cấp, con cần vợ, con cần chồng, con cần có một đứa con để cho bằng bạn bằng bè, con cần con cần con cần một cái nhà, con cần một cái ô tô, con cần một cái xe máy, đúng không? Con cần một cái nhẫn vàng kim cương, con cần một cái vòng đeo cổ, con cần một cái hoa tai, con cần làm mới đầu tóc của con, con cần làm tắm trắng để cho da của con được mịn, con được thanh, được được tẩy, con cần con cần con cần con cần con cần và chúng ta đặt cái đấy làm ưu ưu tiên, vâng. Ừ. nhưng Chúa nói sao ạ? À? ưu tiên là gì ạ? nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức Chúa trời và sự công bình của Ngài. Đấy, vậy chúng ta bị lẫn lộn về thứ tự ưu tiên, chúng ta bị lẫn lộn về thứ tự ưu tiên thì khi mà chúng ta lẫn lộn về thứ tự ưu tiên ấy cũng giống như là gì ạ? cũng giống như là một cỗ máy ấy, chúng ta thay vì lắp cái máy đúng vị trí thì chúng ta gì ạ? lắp cái máy sai vị trí, đúng không ạ? đấu đầu dây bên này đấu lộn sang bên kia thế là chúng ta bị thì tất cả mọi cái trong vấn đề tâm linh của chúng ta là nó bị rối loạn chúng ta đã bao giờ đi cái xe ô tô hay cái xe máy mà nó bị nó bị ẩm ic nó bị hỏng điện chưa có bao giờ ai đi cái xe máy ẩm ic hỏng điện chưa nó như nào nó cứ giật 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 đúng không ạ bởi vì sao các cái trật tự nó bị đảo đảo lộn nó không đúng cái 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 cái, cái tầng nấc của nó nó không đúng cái vị trí của nó vì vậy ở đây chúng ta nhìn thấy À khi mà chúng ta quá chú tâm vào bản thân mình hơn người khác hay hơn Đức Chúa Trời, cá nhân của mình này, của mình này, vật của mình, điều của mình, con của mình, nhà của mình, bố mẹ của mình này thì tự nhiên chúng ta bị đảo lộn cái thứ tự ưu tiên. Nhưng mà lời của Chúa trong trong Kinh Thánh ở trong phục truyền đoạn 6 câu 5 nói là các các con phải hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời của của mình, đúng không ạ? Vì vậy và sau đó thì yêu người lân cận chứ, như mình. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái trật tự ưu tiên của Đức Chúa Trời rất rõ ràng là trước hết hãy tìm kiếm mặt vua trời, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là tìm kiếm mặt vua trời, tìm kiếm luật pháp của Đức Chúa Trời, đúng không? Đường lối của Đức Chúa Trời, lời chỉ dạy giáo huấn, điều khiển, mách bảo của Đức Chúa Trời và quan hệ với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai mới bắt đầu gì ạ? À sống cái nếp sống công bình, trung tín trong việc nhỏ, đúng không ạ? trung tín kiên trì trung thành ở trong cái việc mà mình được giao thì đến lúc mình trình dâng các lời cầu nguyện của mình chúa sẽ ban cho mình mọi mọi điều khác nữa có một cái anh anh ấy đến với ông mục sư anh nói này mục sư ơi con buồn quá thất vọng quá ở sao và con muốn lấy vợ và con khao khát được lấy vợ con rất là yêu cái cô gái đấy nếu cô đấy không được thì cho con lấy cô kia nếu cô kia không được cho con gấu cô khóc kia con 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 rất muốn lấy vợ nếu chúa cho con được lấy vợ thì con sẽ chúa muốn con làm gì con sẽ làm thế ông mục sư nói thế thì anh đang làm nghề gì bảo thưa mục sư con đang thất nghiệp bảo thế anh anh đã học tốt nghiệp đại học chưa bảo con bỏ giờ giữa chừng bảo thế năm vừa qua anh những ngày vừa ngày hôm nay anh đang đọc đoạn kinh thánh nào bảo ngày hôm nay con quên đọc kinh thánh thế bảo ông mục sư bảo thế được à, con cúi xuống đây ta cầu nguyện cho con thế bảo ông mục sư đặt tay cầu nguyện nói rằng thưa Chúa con cảm ơn Chúa bởi vì ngài là Đức Chúa trời yêu thương và luôn cảnh báo những nguy hiểm cho con cái Chúa con cầu nguyện xin Chúa ngài giúp cho tất cả những con gái của Đức Chúa trời trong hội thánh này tránh xa kẻ vô dụng này và đừng ai đứa nào bén mảng đến cuộc đời của nó. Thế và người thanh niên này hoảng quá bỏ đi. À vâng, ở đây cái câu chuyện này có thể có thật có thể không có thật, nhưng ý nói là như thế này ạ. Nếu chúng ta đang là thanh niên, chúng ta đặt sai mục đích, chúng ta cứ muốn lấy vợ lấy chồng mà chúng ta chưa tìm kiếm nước được chưa trời thì đề nghị chúng ta hả, đảo lại trật tự ưu tiên của của mình. Đúng không ạ? Ở đây thứ nhất lẫn lộn thứ tự ưu tiên trong một cái thế giới mà người ta thích được phục vụ người ta thích những cái dịch vụ nhanh chất lượng ngon lành rồi người ta thích tập trung vào cái nhu cầu của bản thân mình được thỏa mãn đấy là dòng chảy của thế gian này thì hội thánh lại phải ngược lại hội thánh lại phải nổi bật lên đứng lên giấy lên và chiếu sáng về tinh thần phục vụ về tinh thần yêu thương về tinh thần hy sinh và về tinh thần hạ mình, kiên trì và chúng ta thay vì ưu tiên cho bản thân mình thì chúng ta phải ưu tiên cho cho Đức Chúa Trời. Tôi thường xuyên trong cuộc sống tôi gặp có mấy câu hỏi này. Đấy, anh mấy con rồi ạ? Bảo dạ em được 5 con. Bĩu mồi và anh không đủ tuổi. Đấy, tôi là tôi năm Thế trong khi mà họ biết thực sự là tôi có 5 đứa con và lấy tiền ra mà sống. Đấy thế rồi làm thế nào để xoay sở nhà có người giúp việc hay không rồi nhiều người hỏi là chắc là ông này nhiều người nghĩ trong đầu chắc là ông này đẻ bốn đứa con gái cố dặn thêm đứa nữa được đứa con trai thế thì và trong đầu người ta nghĩ tất cả như thế thế và người ta hỏi rằng là tiền đâu này có người giúp việc hay không để làm thế nào để xoay sở thời gian này nhưng mà tôi thưa với ông bà anh chị em là gì ạ tôi khẳng định với ông bà anh chị em là tôi đang phục vụ ổ thánh này một vợ năm đứa con tôi vẫn có đủ thời gian ít nhất một tuần đến hai tuần một lần Dành thời gian riêng với từng đứa con một Và mỗi đứa một tiếng đồng hồ hoặc 30 phút Cái thứ hai là hàng tuần có thời gian Dành riêng với các con của tôi Đưa chúng nó đi bơi Tôi vẫn có thời gian với vợ của tôi Tôi vẫn có thời gian cầu nguyện Tôi vẫn có thời gian soạn bài giảng Tôi vẫn có thời gian đi truyền giáo Và tôi vẫn có thời gian làm đám tang Đám cưới cho rất nhiều cặp đôi Ở trong hội thánh và cả dân con nữa Vấn đề tất cả chúng ta đều có 24 giờ đồng hồ Vấn đề là chúng ta đặt cái thứ tự ưu tiên của mình như thế nào Để sắp xếp công việc sao cho đi theo trục của Đức Chúa Trời Chúng ta có một vấn đề như này Con người chúng ta suy nghĩ đến cái sự quân bình trong cuộc sống Chúng ta thường nghĩ rằng là nó giống như cuộc sống mình nó giống như cái bánh ấy Đúng không ạ? Và cái bánh đấy chặt ra miếng gia đình này Miếng bản thân này Miếng con cái này Miếng công việc xã hội này Và miếng nhà thờ Thế mà chúng ta nghĩ rằng là mình xé cái thời gian mình đồng đều ra tất cả những cái việc này và mình nhảy sang việc này một tí, mình nhảy sang việc kia một tí. Và và như thế cuộc sống của chúng ta luôn luôn là gì ạ? Phải xoay sở, cái này cái kia cái này cái kia. Nhưng đấy không phải là sự cân bằng của Đức Chúa Trời. Sự cân bằng của Đức Chúa Trời là sự cân bằng của những vòng tròn đồng tâm. Những vòng tròn đồng tâm là Chúa Giêsu ở ở chính giữa, mình với Chúa Giêsu ở chính giữa, xong đến gia đình mình, xong đến công việc của mình ha và sau đó là đến hội thánh là vòng tròn bao trùm bên ngoài và vì vậy thì khi Chúa Giêsu ở chính giữa và các vòng tròn đồng tâm thì cuộc sống nó sẽ được được thăng bằng chúng ta thấy con tàu ở ngoài biển ấy tại sao con tàu nó đứng thẳng được mà sóng đánh nó không đổ chúng ta hiểu không ạ bởi vì tất cả lực tản đều của con tàu nó dồn vào trong trọng tâm vậy nếu Chúa Giêsu ở trọng tâm trong đời sống của chúng ta mối quan hệ của chúng ta với Chúa với vợ con của mình với công việc của mình với hội thánh của mình là, là những vòng tròn đồng tâm thì Chúa Giêsu ở chính giữa của tất cả mọi mọi vấn đề thì vấn đề nó sẽ được giải quyết và Chúa sẽ là mũi nhọn chúng ta đi theo Chúa thì mọi cái nó sẽ cuốn theo theo sau vậy thứ tự ưu tiên cuộc sống đó là như vậy chúng ta đừng chia bẻ mảnh ra chúng ta một mảnh này chúng ta dành cho Chúa một mảnh này chúng ta dành cho đời chúng ta sẽ không bao giờ có một đời sống tỏa mãn mà chúng ta sẽ bị lẫn lộn về thứ tự ưu tiên vậy thứ tự ưu tiên của Chúa là gì ạ nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa trời và sự công bình của Ngài Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều khác nữa nhiều người nghĩ như thế này này cuộc sống của tôi có ba cái vòng tròn vòng tròn thứ nhất là vòng tròn gia đình vòng tròn thứ hai là vòng tròn công việc Vòng tròn thứ ba là vòng tròn hội thánh Nếu mà vòng tròn gia đình Vòng tròn công việc của tôi ổn Thì lúc đấy tôi mới Dành giao vòng tròn hội thánh Như thế là sai Bởi vì sao Gia đình riêng của chúng ta Là nằm trong đại gia đình của Đức Chúa Trời Mà hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu Nên là chúng ta được phước Chúng ta được phúc lành Chúng ta được may mắn Chúng ta được thịnh vượng Khi mà phúc lành của Chúa chảy qua hội thánh cơ đốc nhân của chúng ta nghĩ rằng là cứ tôi và quyển kinh thánh một mình tôi quyển kinh thánh là tôi có thể thông giao với giao thông với đức chúa trời thỉnh thoảng tôi đi nhóm cho nó vui thôi để góp mặt với mọi người nhưng đấy là nhầm thưa ông bà anh chị em chúng ta được phước thông qua hội thánh khi chúng ta trung tín với công việc hội thánh khi chúng ta ưu tiên cho nước đức chúa trời và sự công bình của ngài nghĩa là chúng ta ưu tiên cho việc gây dựng thân thể của đức chúa trời gây dựng hội thánh và phục vụ những người khác trong hội thánh thì sao ạ à? phúc lành và tình yêu thương sẽ đi theo chúng ta chúng ta đã thấy lời của chúa trong thi thiên nói rằng à phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi nếu là chúng ta đi đi chạy theo hạnh phúc cho bản thân cho công việc cho gia đình mình thì chúng ta sẽ đuổi nó như cái bóng nhưng khi chúng ta đến với lời của đức chúa trời gây dựng hội thánh của ngài thì tự nhiên mọi cái nó sẽ đi theo chúng ta thế thì chúng ta nhìn thấy thứ nhất chúng ta không cái dấu hiệu thứ hai là lẫn lộn về thứ tự ưu tiên vậy trong những ngày tháng vừa qua chúng ta ưu tiên như thế nào cho vương quốc của đức chúa trời cho hội thánh của đức chúa trời cho sự công bình của ngài hội thánh này là 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 nhà là gia đình của ông bà anh chị em hay hội thánh này đó là gì ạ điểm dừng chân tôn giáo của chúng ta trong cái hành trình vô định ở dưới đời này một hành trình không có chủ đích ở dưới đời này vậy hội thánh này có thực sự là nhà là gia đình là mái ấm thuộc linh của chúng ta hay không hay hội thánh này chỉ là chỗ trọ tâm linh khi mà tinh thần của chúng ta mệt mỏi hay lúc nào chúng ta có tang chúng ta có cưới chúng ta có khủng hoảng chúng ta có tai nạn thì lúc đấy chúng ta mới cần hội thánh còn nếu không thì chúng ta sẽ gì ạ đặt nó xuống thứ tự ưu tiên thấp nhất chúng ta cần phải hỏi một cách sâu sắc rằng chúng ta có thuộc về hội thánh này hay không tại sao hội thánh địa phương lại quan trọng thưa ông bà anh chị em hội thánh địa phương là nằm trong hội thánh vô hình và hội thánh toàn cầu của đức chúa trời trong đàn chiên toàn thế giới của đức chúa trời có nhiều chuồng chiên mỗi hội thánh địa phương là một chuồng một chuồng chiên thế chúng ta có thấy rằng là nếu mà một con chiên mà nó cứ chạy từ chuồng này sang chuồng khác đúng không ạ nó có đi lung tung hết cả chỗ này đến chỗ khác con chiên nó nó có lớn được không ạ không lớn được đúng không thứ nhất là ăn uống nó sẽ thất thất thường thứ hai đó là gì ạ nó và người chăn sẽ không quen không quen nhau và cái thứ ba nó và những anh em trong cùng chuồng với nó cũng sẽ không không biết nhau và vì vậy thì cái thứ tự ưu tiên của nó dần dần nó sẽ bị đảo đảo lộn và nó sẽ không khác gì một người đi shopping tâm linh từ nhà thờ này đến đến nhà thờ khác xem ông mục sư nào giảng hay thì ở lại ông mục sư nào giảng mà buồn ngủ thì sao ạ à? hôm sau ta đi nhóm chỗ khác ồ thưa ông bà anh chị em Vậy hãy nói với người bên cạnh đừng lẫn lộn thứ tư ưu tiên Nếu chúng ta dâng một phần mười chúng ta phải dâng về hội thánh chúng ta thuộc về Nếu mà anh chị em ngồi ở đây là thuộc về hội thánh lời sự sống Đừng dâng một phần mười về hội thánh Hà Nội Đúng không ạ? Nếu mà anh chị em thuộc hội thánh Hà Nội đừng dâng một phần mười Về những hội thánh khác bởi vì sao Chúa nói trong kinh thánh Đó là gì ạ? Chúng ta phải trung thành với thân thể của Đức Chúa Trời Đấy là cái dấu hiệu thứ hai dấu hiệu thứ ba dấu hiệu cảnh báo thứ ba đó là mất đi niềm đam mê mất đi niềm đam mê mình cảm thấy mọi cái nó nhạt nhẽo mình không còn cảm thấy yêu mến đức chúa trời một cách nồng nàn mình cũng không cảm thấy mặn mà mình cũng không cảm thấy nhiệt huyết với lời của kinh thánh nữa mà cứ lời của kinh thánh đọc ra ấy, là mình bắt đầu có cảm giác buồn ngủ có bao giờ ông bà anh chị em cầm quyển kinh thánh lên và đọc được mấy câu và chúng ta bắt đầu ngáp không ạ? Có không ạ? À, lúc đấy chúng ta cần phải cầu nguyện ngay lập tức bởi vì xin Chúa là gì ạ? À, đấy là một cái đám mây mờ làm cho chúng ta nhạt nhòa với lời của Đức Chúa Trời. À, tôi cũng bị và đấy là một cái cái điều thường xuyên. Nhưng mà chúng ta tự nhiên thấy chúng ta mất, chúng ta uể oải, chúng ta mất đi cái mối tình đầu với Đức Chúa Trời và với lời của Đức Chúa Trời. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cái 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 điều đấy với cuộc đời của ông David. Ông vua David là vua vĩ đại của người Do Thái. Cái lúc mà ông ta công thành danh toại, vương quyền đã đề huề, ông ta trở nên nhàn cư vi bất thiện đúng không? Ông ta gửi người đi ra trận nhưng ông ta ở nhà, ông ta la cà ở trên trên tầng thượng và sau đó thì ông ta phạm tội ngoại tình. Xong phạm tội ngoại tình xong ông ta lại phạm tội giết người để giết người diệt khẩu để bịt đầu mối đúng không ạ? Thế mà sao ạ? Và cuối cùng cuộc đời của ông ta đau khổ. Nhưng khi ông ta đang còn trốn chạy, khi ông ta đang còn ở thời thời trai trẻ, ông ta yêu mến Đức Chúa Trời nồng nàn và có những lúc Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong ông đến nỗi mà ông nói gì ạ? Ông đã nêu bật lên một cái lẽ thật tâm linh là tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi, hầu cho tôi không phạm tội nghịch cùng Chúa. Giấu lời Chúa trong lòng nghĩa là gì ạ? Nghĩa là thuộc lòng Kinh Thánh Bởi vì Kinh Thánh là gương của Đức Thánh Linh Và nếu mà chúng ta thuộc lòng Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Thì nó thường trực Và lúc nào chúng ta cũng có thể nói ra được Và chúng ta không cần phải dở 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 Đúng không ạ? Thế thì tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi Ông yêu mến lời của Đức Chúa Trời Và ông nói rằng là Thế gian này con không có ai ngoài Ngoài Chúa Ở dưới đất này không có ai ngoài Chúa Trên trời không có ai ngoài Chúa và con sẽ ở trong nhà Đức giê cho đến trọn đời và, ông nói là con chỉ cần được Chúa cho con ở trong nhà Và chiêm ngưỡng và ngắm Chúa thôi Là con đã thấy sung sướng lắm rồi Một ngày ở trong hành lang Ở ngoài bên lề của nhà Chúa Còn hơn cả ngàn ngày sống ở Ở trong thế gian này Đấy là cái tình yêu Đấy là cái sự đam mê Đúng không ạ? Và khi chúng ta mất sự đam mê dành cho Đức Chúa Trời Thì bến mê của cuộc đời này nó sẽ lôi kéo chúng ta đúng không ạ bến mê này nó sẽ đưa chúng ta nó sẽ đánh đắm chúng ta đúng không ạ và nếu chúng ta ngủ mê và mất đi sự đam mê dành cho chúa và lời của ngài thì thưa ông bà anh chị em sự mê đắm ở đời này nó sẽ đánh đắm cuộc đời của chúng ta thưa ông bà anh chị em đấy là lời của chúa quý ông bà anh chị em hãy nhớ lại cái khoảng thời gian nào trong cuộc đời mình mình đã yêu chúa mình đã cảm thấy thật là thật là thắm thiết thật là nồng nàn thật là tươi mới với đức chúa trời cái cảm giác đó nó có nó còn đang có hôm nay hay không hay là ngày hôm nay chúng ta đi nhà thờ chỉ còn là một cái thói quen tôn giáo và thời điểm đó là khi nào và chúng ta hỏi rằng tự hỏi chúng ta rằng là có phải mình đang trôi lạc hay mình đang lạc trôi đi ở một phương trời nào đó hay không có thể phần sát mình ngồi đây nhưng mà cái đầu của mình đang nghĩ về trăm thứ bà rằng ở xung quanh cuộc đời mình chúa cho chúng ta ngồi đây chúa nói rằng hãy quay về hãy quay về hãy quay về để ta yêu con để con nếm được tình yêu của ta và để giọt mật tình yêu của ta qua lời của ta sẽ thấm vào trong linh hồn khô hạn của con và để con lại được sống lại bởi vì lời của chúa trong kinh thánh nói rằng linh hồn của chúng ta dính vào bụi đất và vua david nói rằng chúa ơi linh hồn con dính vào bụi đất xin làm cho con sống lại tùy theo tùy theo lời của Chúa. Chúng ta được sống lại không phải là bởi thuốc bổ, không phải bởi thực phẩm chức năng, không phải là gì ạ? À? Chỉ là đồ ăn thôi, chúng lại linh hồn của chúng ta được sống lại nhớ lời của Đức Chúa Trời. Đoàn truyền giáo của chúng tôi đi một tuần, sáng nào 6 giờ sáng chúng tôi cũng dậy cũng học lời lời của Chúa, đúng không anh Lân Và tự nhiên lời của Chúa làm cho chúng tôi nhận ra cái điều gì là tối quan trọng ở trong cuộc đời này. Và ai nấy mặc dù dậy từ 5 giờ sáng 6 giờ sáng học kinh thánh đến 7 giờ Nhưng mà chúng tôi chiến đấu trong quả kép ạ Không phải chiến đấu với nhau ạ Nhưng mà chúng tôi chúng tôi làm việc đến tận 10 giờ đêm, 11 giờ đêm Ai nấy đều rất là khỏe, khỏe mạnh Chúng tôi thấy rằng là khi chúng ta có sự đam mê cho lời Chúa Thì sự sống của Đức Chúa Trời sẽ ở trong chúng ta Và sống động trong chúng ta Đã bao nhiêu lâu rồi Quý ông bà anh chị em không đọc kinh thánh có có phải chăng là quyền kinh thánh ở đó có có lẽ là một tuần rồi, một tháng rồi, thói quen đọc kinh thánh của chúng ta không không còn nữa. Oh. Thương bà anh chị em, đến cái dấu hiệu thứ tư đó là chúng ta mất đi nếp sống kỷ luật hay là kỷ luật của chúng ta bị lỏng lẻo, bị chょịch choạc. Khi một đời sống ấy mà kỷ luật bị chょịch choạc, bị lỏng lẻo trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình ý, thì nếp sống thường trở nên phóng túng và và tội lỗi khi mà chúng ta dễ dãi với bản thân mình ấy, thì cũng chúng ta cũng coi nhờn được chúa trời và chúng ta sẽ sống với một ảo tưởng rằng ân điển của chúa đã đủ cho tôi rồi và thôi thì chúa hiểu cái thân phận của tôi nên là tôi cứ tiếp tục sống chệch choạc lòng lẻo và những cái kỷ luật thuộc linh của chúng ta không có những kỷ luật thuộc linh chúng ta không còn nữa cho quý ông anh chị em thì chúng ta không cầu nguyện này, chúng ta không đọc kinh thánh này, chúng ta không phục vụ này, chúng ta không thăm hỏi động viên những người khác, này, chúng ta không cầu thay cho người thân trong gia đình của mình này, chúng ta không cầu nguyện cho những cái nhu cầu cầu nguyện của của, của hội thánh này và rồi rồi thì sự sự trôi sự sự, sự trôi giạt hay là sự lạc trôi nó đến một cách ngấm ngầm nó không đến giật đùng đùng đâu ạ, nó đến cứ từng tí một từng tí một nó nhích từng tí một và gì ạ, bất ngờ một ngày nào đó ô mình đã gì ạ Giống như con tàu không thả neo và gió nó cứ thổi, cứ thổi Và xa bến lâu rồi, xa rồi Và quay lại thấy mù mịt, không còn thấy bến bờ đâu nữa Đó là sự trôi lạc khi chúng ta mất đi cái đời sống kỷ luật Lời của Chúa nói rằng gì ạ? Anh em phải biết rõ rằng Sự gian dâm, bất khiết, tham lam Và tham lam là thờ hình tượng Không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Và tất cả những cái điều đó nó nảy sinh từ một đời sống thiếu kỷ luật, kỷ luật nội tâm, kỷ luật bản thân, kỷ luật với vợ, với con, với gia đình, các cái nếp sống trong nhà bị chuột choạc, bị ọp ẹp. Và khi mà kỷ luật bản thân bị ọp ẹp, kỷ luật gia đình bị ọp ẹp, thì tất cả mọi cái nó sẽ ọp ẹp, lỏng lẻo. Và rồi thì gì ạ, tất cả những cái sự ô nhiễm của quỷ Satan nó sẽ dần dần nó ngấm ngầm vào trong đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Paulo nói rằng hãy sống và bước đi theo Thánh Linh. Bước đi theo Thánh Linh là bước đi theo biển báo của sự tỉnh thức. Cái điều từ nay từ nãy giờ chúng ta đã nói rằng là gì ạ? Mất sự tập trung này, dẫn đến bị mất trật tự trong thứ tự ưu tiên này, dẫn đến mất niềm đam mê hay là tình yêu dành cho Chúa và lời của Đức Chúa Trời này Rồi bây giờ chúng ta gì ạ? À? Đời sống gì ạ? À? Mất kỷ luật Đúng không ạ? Không có kỷ luật nữa Thế thì đến cái tiếp theo Đấy là gì ạ? À? Chúng ta mất đi cam kết thánh Khi chúng ta Ví dụ như chúng ta lâu nay chúng ta cam kết là dậy sớm Để cầu nguyện Tự nhiên lâu nay chúng ta cái, cái cam kết đấy trở thành cam cam quýt Đúng không ạ? Cam quýt đấy trở thành qua quýt Qua quýt đấy trở thành qua loa đại khái Đúng không ạ? Chiếu lệ Thế và dần dần rồi thì gì ạ? Cái đấy đã trôi vào dĩ vãng Nhưng mà những cái cam kết về kiếm tiền này Rồi là học vấn này, giáo dục này, học thêm này Câu lạc bộ này Rồi là xem phim này Tất cả những cái đấy nó choán hết thời gian Và những cam kết thánh của chúng ta bị bị mất Chúng ta nhìn thấy cái điều đó Chúng ta mất đi sự cam kết Lời của Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 25 nói rằng Anh em chớ bỏ sự nhóm lại như mấy quẻ quen kẻ quen làm, khi thấy ngày Chúa càng gần chừng nào, anh em càng phải làm điều ấy chừng đó. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy quẻ quẻ quen làm. Ở đây nói gì vậy? Anh em hãy cam kết nhóm lại, hãy gắn chặt với cái cộng đồng này. Đây không phải là cộng đồng tôn giáo. Đây là cộng đồng của những môn đồ đang đi trên con đường hẹp và để đi được con đường hẹp trơn trượt này để mà đi đến với sự sống, chúng ta không thể đi một mình được mà chúng ta cần phải đi với nhau. Amen. Và vì vậy thì người này cần phải có người kia chúng ta không thể lêu lỏng ra bên ngoài được và thỉnh thoảng thì ra chúng ta thấp nước chuồn chuồn chúng ta đáo qua nhà thờ một cái check in một cái là chúng ta cảm thấy yên tâm rồi không thể được đấy không phải là con đường thuộc linh của đức chúa trời và vì vậy cái cam kết của chúng ta với việc nhóm lại với chúa với các mục vụ tôi tôi đặc biệt nói với anh chị em là ai đã cam kết cho mục vụ nào phải trung tín với mục vụ đấy nếu chúng ta cam kết 6 tháng chúng ta phải làm đủ 6 tháng chúng ta cam kết 2 năm chúng ta làm 2 năm chúng ta cam kết 4 năm chúng ta làm 4 năm chúng ta đừng gì ạ à? cam kết sau một thời gian bộ ô chúa kêu gọi em đi chỗ này chúa kêu gọi em đi chỗ kia đúng không ạ à? thế cái chúa của cái hôm trước mà em cam kết đấy với cái chúa của ngày hôm nay khác nhau à thế sao chúa nói với em mà chúa không nói với mục sư và chấp sự đúng không ạ à? đấy thế thì bây giờ bảo tôi em xin phép chúa rồi nhưng mà xin phép chúa nhưng mà trước đây mình vừa mới thề với chúa ngày hôm sau mình lại bảo mình mình thay đổi đúng không ạ à? ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ à? cam kết của chúng ta với Chúa là cam kết thánh, cam kết không phải là cam quýt, mà cam quýt không phải là qua, là không thể. Bởi vì nếu mà cam kết của chúng ta qua loa, đại khái chiếu lệ, thì chúng ta sẽ mất đi à, cái giá trị và chúng ta đi sai biển cảnh báo của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ sáu, dấu hiệu thứ sáu đó là chúng ta mất đi những cảm xúc tích cực, hay là chúng ta trở nên lãnh cảm, rồi dần dần chúng ta vô cảm với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không không còn đáp ứng với lời của Chúa nữa. Và chúng ta không đáp ứng với những lời kêu gọi thánh hiến cuộc đời mình nữa Chúng ta ngồi trong bàn ghế này Và khi mục sư cầu nguyện chúc phúc chúng ta đứng dậy Tờ chương trình hững hờ rơi xuống dưới đáy ghế Chúng ta không buồn nhập lên Chúng ta đi ra khỏi cửa Và lời của Đức Chúa Trời để lại phía Phía sau Chúng ta mất đi cái cảm xúc của mình Mất đi cái tình cảm của mình Chúng ta không đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa Cho cuộc đời của mình nữa và chúng ta còn không còn nhận cái sự nhắc nhở của Chúa để mà lập lại trật tự để làm cho ngăn nắp cái đời sống nội tâm của mình nữa đó là những dấu hiệu mà chúng ta đang thả trôi cuộc đời của mình và để ở chế độ lái tự động cho đến lúc hết xăng thì thôi đó. thưa ông bà anh chị em có 6 dấu hiệu buổi sáng ngày hôm nay thứ nhất là mất tập trung thứ hai là mất trật tự hay là lẫn lộn trong thứ tự ưu tiên thứ ba là gì ạ à? Thứ ba là mất cái sự đam mê, thứ tư là mất kỷ luật, thứ năm là mất cái sự cam kết. Cam kết dâng hiến này, cam kết phục vụ, cam kết uh, tính nguyện cá nhân này, chúng rồi là chúng ta mất dần dần chúng ta đi lãnh cảm, vô cảm và đạo tin lành chỉ là một trong hàng nghìn tôn giáo ở trên quả đất này thôi và Chúa Giêsu chỉ là một trong những hàng nghìn cái ông giáo chủ này thôi và thôi thì Chúa ông nào dạy mình cũng tốt. Thế là giờ chúng ta trôi giạt nhưng mà chúng ta quên mất rằng Chúa Giêsu là Chúa của muôn Chúa vua của muôn vua và ngài nói rằng sự cuối cùng của muôn gật đã gần đấng đã đến là đấng đang đến và đấng sẽ sớm đến và thưa thưa ông bà anh chị em vậy chúng ta hãy tỉnh thức nếu chúng ta tập trung nếu chúng ta đặt đúng ưu tiên nếu chúng ta đam mê đức chúa trời nếu chúng ta có tinh thần kỷ luật nếu chúng ta giữ vững cam kết của mình với Chúa và nếu chúng ta có giữ những cảm xúc tốt đẹp của mình với Chúa và với hội thánh của ngài thì lời của Chúa sẽ đến ở trong OC đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3 như sau. OC đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta quay trở lại với ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi ông bà anh chị em đến với Chúa Giêsu. Đức Chúa Giê Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel cũng như kêu gọi chúng ta quay về và ăn năn với Chúa. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Siêu va vì ngài đã xé chúng ta nhưng ngài sẽ chữa lành ngài đã đánh chúng ta nhưng ngài sẽ băng bó vết thương sau hai ngày ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại ngày thứ ba ngài sẽ dựng chúng ta dậy để chúng ta sống trước mặt ngài chúng ta hãy nhận biết đức giê-hô-va hãy gắng sức nhận biết ngài sự hiện đến của ngài là chắc chắn như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai ngài sẽ đến với chúng ta như mưa như mưa xuân tưới đất thông bài chị em nếu chúng ta nhận ra lâu nay chúng ta đã mất cảnh giác chúng ta đã sơ hở chúng ta đã trôi lạc thì ở đây Chúa cho chúng ta một cái uh, một cái gợi ý về sự ăn năn. Chúng ta dành ít nhất là 3 ngày. Hai ngày đầu chúng ta tan vỡ với Chúa. Và đến ngày thứ ba Chúa sẽ dựng chúng ta dậy. Cũng như Chúa Giêsu, 3 ngày thì đến ngày thứ ba ngày từ kẻ chết sống lại. Sau hai ngày ngày sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Hai ngày đầu chúng ta hãy ăn năn, tan vỡ tìm một phòng riêng, xé áo xé quần mình và rắc bụi cho lên tóc mình, đóng cửa lại khóc lóc với đức chúa trời kiêng ăn và chỉ uống nước lọc mà thôi cầu nguyện với chúa đến ngày thứ hai đọc lời chúa đến ngày thứ hai chúng ta sẽ tỉnh lại và đến ngày thứ ba chúa sẽ dựng chúng ta dậy để chúng ta sống trước mặt chúa và hầm mộ tối tăm của tội lỗi và của những sự trói buộc và mê lạc nó sẽ ở phía sau chúng ta hãy vỗ vai người bên cạnh tỉnh dậy đi bạn